Chào các bác nhá. Các bác theo dõi em thử cái bơm máy này nhá. Các bác để ý này, đang ở đồng hồ đang ở vạch không này, em thử này. Nó sẽ nén lên cho các bác 200, 250, 300 kg. Đây các bác thấy không, em trên 200 này. Rồi, các bác đây, các bác quan sát này. Đây đây này, đồng hồ ở cái mức trên 200 kg nhá, gần 250 kg nhá. Đấy các bác xả này. Đấy, các bác thấy không, đây là cái đầu bò bơm máy do ông Si. Thế trong clip này là em lắp thử cái đầu bò này vào để cho các bác thử cho các bác trước khi gửi hàng. Thì hôm nay là em giới thiệu các bác cho các bác cái đầu bò của bơm máy do ông Si. Có nghĩa là bên em là sẽ bán nguyên cả bộ đầu bò bơm máy do ông Si này, hoặc là đầu bò hoặc là hơi. Nói chung là tùy thời điểm các bác cần cái nào ấy, thì các bác alo thì em có thể em bóc tách lẻ cho các bác được. Thế còn cái lúc mà nó không có thì các bác mua cả bộ, còn lúc nào có lẻ thì các bác hãy mua mua đầu bò riêng hoặc là mua bộ hơi riêng. Thì đây là cái đầu bò này, trước khi gửi đầu bò mới nha các bác nhá. Đầu bò mới nhưng mà trước khi gửi hàng nha các bác, là em phải làm cái công tác đó là nắp vào trong máy thử để nó nén hơi rất là tốt thì em mới gửi cho các bác. Thế còn tránh tình trạng một số lần trước là em gửi đầu bò mới tinh thì các bác lại không biết dùng, xong đó các bác nắp không được, các bác lại tháo cái nắp đầu bò ra, xong các bác nắp lại thì nó chỉ sai lệch một chút xíu thôi là nó không nén được hơi rồi. Thì lần này là em rút kinh nghiệm là em sẽ nắp vào trước thử chắc chắn 100% là nó đã lên hơi thì em mới gửi hàng cho các bác. Thì khi đấy là các bác nhận hàng là các bác chỉ được úp vào là các bác nắp thôi, thì tỷ lệ nó sẽ thành công đảm bảo hơn cho các bác nhé. Đặc biệt là các bác mới chơi, các bác mới chơi là không nắm được mấy, nhiều khi là nắp sẽ khó. Đấy, bây giờ em sẽ tháo ra cho các bác thấy là cái đầu bò mà em gửi cho các bác là như thế nào nhá. Đây, mình tháo nốt cái phần ống dẫn hơi ra nữa nhé. Đấy, tháo nốt phần ống dẫn hơi ra này, cái ống truyền hơi ở dưới và cái ống nọc. Thế khi bán đầu bò thì nó sẽ không có cái ống này đâu, cái ống này là các bác phải dùng lại của mình. Ống này nó ít khi hỏng lắm, mà khi nào hỏng thì các bác lại mua, nên em lại có cho các bác để thay thế. Chứ còn cái đầu bò bán thì nó sẽ không có cái ống này đi theo. Đấy, tháo ra này. Và tiếp tục tháo bốn con ốc ở phía dưới ra. Thế còn đối với đầu bò này thì là các bác và nếu mà các bác còn ti phốt mà còn dùng được, các bác về các bác cắm vào là các bác dùng được thôi. Nó cứ là của John C là sẽ dùng cho nhau được, chứ không cần thiết phải là ti hay là phốt đi theo đầu bò đâu. Của John C là dùng được hết các bác nhé. Thế cái đầu bò này là em đã bắt thử như này rồi thì nó sẽ có dấu ốc hơi xước một chút. Đấy, thì các bác để các bác nắm được, chứ không để bảo tại sao là đồ mới lại có dấu bắt rồi. Ở dấu bắt rồi ở đây là em thử cho các bác thấy là nó nén được chắc chắn ổn định thì em sẽ gửi hàng cho các bác. Đấy. Đây. Đấy, đầu bò này gửi cho các bác là có cái đầu bò này và có cái lá do to ở phía dưới, không có cả cái van một chiều ở đâu, chỉ có thế này thôi. Đầu bò này, cái lá gió nó không đi theo đầu bò đâu các bác nhé. Đấy, không đi theo đầu bò đâu, nó chỉ có như này thôi này, là cái đầu bò của bơm máy đông xi này. Thế còn khi mà các bác mà lá gió to mà hỏng thì các bác liên hệ em luôn, em sẽ có cái lá gió to và bộ rong giấy đi theo. Đấy, các bác mua cái này thì đa phần là cái lá gió của bác là còn dùng được. Thế còn rong giấy thì các bác cậy ra cậy vào nó sẽ hỏng, thì em sẽ tặng cho bạn cho bác các bác cái rong đầu bò này. Có nghĩa là mua đầu bò em sẽ tặng cho cái rong. Thế còn cái lá gió to là các bác phải dùng lại nhé. Đấy. Rồi như vậy là các bác đã nắm được là em có bán lẻ cái đầu bò của bơm máy do ông Si. Và em đã có nắp trước vào thử ngon lành nên được áp thì mới bán cho các bác. Thì nó sẽ có hơi dấu chảy xước một chút nhé. Rồi mọi thông tin thì các bác liên hệ trực tiếp với số điện thoại mà em ghi trên màn hình nhé. Ngoài ra thì em còn có tất cả các phụ kiện dụng cụ để cho các bác sửa chữa bơm máy nhé. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bác trong video clip sau nhé.